Trịnh Tú Tú sau khi xuống nông thôn bởi vì bị lưu manh quấy rầy mà vội vàng gả cho công nhân viên chức nhà máy thực phẩm, nào biết mình nhìn lầm, lấy ly hôn kết thúc, chỉ có thể mang theo con gái 5 tuổi trở lại tri thanh điểm, sau đó lại cùng Thảo Hán xuất ngủ cùng đội mang theo ba đứa con trai nhìn đúng mắt, hai người một lần nữa thành lập một gia đình mới. Nghiêm vi dân ông một con non tròn vo đáng yêu tuyên bố. Sau này may mắn chính là mùi mùi của các ngươi, phải đối xử tốt với nàng. Đại ca nghiêm hành nhị ca nghiêm nam Thứ cản trở tam ca nghiêm thắng Không cướp đồ ăn với ta là được rồi danh hạnh phúc Hoa wow. Lần này không chỉ có ba mẹ mà còn có ba anh trai Vu hồ, vui vẻ Ai cũng không biết nàng từng là cô nhi viện hài tử Ở năm tuổi thời điểm bị ác bá tiểu hài tử đẩy xuống cầu thang ngã chết Sau đó liền thành kiều nhuyễn tri thanh nữ nhi Có chút xui xẻo không sao nàng trói định hồng nương hệ thống không chỉ có thể tác hợp cha mẹ không ly hôn còn có thể đạt được khí vận thay đổi vận mệnh chỉ là không cẩn thận đem các ca ca cũng bắt được nghiêm nam may mắn ra ngoài ngắm trăng không không nhìn mặt trăng đi ra cũng được nghiêm thắng ta nguyện ý đem đồ ăn đều chia cho ngươi cho nên may mắn ngươi sẽ chọn ta đúng không hạnh phúc ngơ ngác nhìn hai anh trai bị người đàn ông phía sau ông lấy Nghiêm hành nhìn lướt qua hai em trai lấy lòng, khóe miệng khẽ công, ngữ điệu cưng chiều. May mắn, phòng ngủ bố trí theo sở thích của em, nên về nhà thôi. Từ then chốt của tiểu thuyết Mẹ tôi là niên đại văn kiều nhuyễn tri thanh vô đàn sông, mẹ tôi là niên đại văn kiều nhuyễn tri thanh toàn tập đao loa, mẹ tôi là niên đại văn kiều nhuyễn tri thanh chương mới nhất đọc. Chương 1 Trùng sinh niên đại Bạn đang nghe tại truyện.audio chấm không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Đại ca, ghế cho ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Nàng không phải một cái xứng chức mụ mụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Để nàng cho các ngươi khi con dâu nuôi từ bé. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Trò đùa quái đảng trả thù Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Kiều Nguyễn Mẹ Đại Phát Bảo Tố Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Đi theo ca ca đi học Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Sẽ phát sáng tảng đá Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Chạy được hòa thượng chạy không được miếu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Cho ta 3 ngày thời gian bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc